mình là con gái mình qua đây mình hiểu được cái định nghĩa thế nào gọi là gentleman. Trời ơi, mình thật sự mình rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Dành cho những bạn chưa biết mình thì mình là Hoa, mình là du học sinh tại Phần Lan và mình đang sống ở đây gần được 4 năm rồi. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người lý do tại sao mà mình chọn Phần Lan là nơi mà mình quyết định là sẽ cố gắng sinh sống lâu dài tại đây. Thứ nhất ạ, như các bạn đã biết á, thì Phần Lan là một trong những đất nước an toàn nhất ở châu Âu. Đơn giản thôi, nếu như mà bạn mất một cái bóp ở đây thì bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được lost and found. Hoặc là mình như mình là con gái này, nhưng mà khi mà mình đi chơi khuya 1-2 giờ sáng đi thì ba má mình cũng chả bao giờ quan tâm, cũng không phải không quan tâm, ba má không có lo lắng cho mình về nếu như mình bị cưỡng bức hay là bị bóc lột hay là bị ảnh hưởng, bất cứ ảnh hưởng đến cái gì đến sức khỏe của mình hoặc là tới tinh thần của mình thì ba má mình hoàn toàn không quan tâm. Hồi xưa mình ở Sài Gòn nha, mà 9 giờ đêm mình chưa về là mẹ mình đã lo rồi, nhưng mà bây giờ mình ở Phần Lan thì mẹ mình không quan tâm luôn, tại vì mẹ mình biết được rằng ở đây vô cùng an toàn. Cái thứ hai, một cái điều mà mình rất là thích ở đây đó là khi mà bạn đến đây đi học, bạn đi làm thì sẽ không có cái hiện tượng là phân biệt chủng tộc. Mình biết đó là mình là người châu Á và mình đến từ Việt Nam, một cái đất nước khá là nhỏ và không có được quá nổi bật ở trên cái bản đồ của thế giới. Nhưng mà khi mà mình đến đây, mình đến một đất nước phát triển, đất nước của nhiều người da trắng, thì có rất là nhiều nỗi sợ hãi. Và hồi xưa trước khi mình đi du học, mình rất là hay hỏi rằng là ở đó người ta có phân biệt chủng tộc với mình hay không. Nhưng mà khi mình đến Phần Lan thì hầu như là gần như là mình chưa có bị cái điều đó. Giống như là như mọi người biết là cái đợt mà đợt dịch đầu tiên luôn á, khi mà thế giới hoặc là cả thế giới rất là căng thẳng về cái Covid, thì mình ở đây thì mọi thứ cũng rất là căng thẳng, lockdown hết. Và mình đọc ở trên báo thì có những cái trường hợp như là ở Đức, ở Anh, ở Mỹ, ở Anh thì những người châu Á bị đánh đập. Nhưng mà khi mà mình ở đây, mình đi siêu thị, mọi người vẫn rất sự bình thường với mình. Hoặc là có những người ta còn hỏi mình là mình đến từ đâu, xong mình nói mình đến từ Việt Nam. Và người ta nói rằng là ô, người ta rất là vui, rất là hạnh phúc để mà gặp được mình. Và người ta rất là welcome khi mà mình đến Phần Lan. Trời ơi, lúc đó mình cảm thấy, trời ơi, sao mà hạnh phúc. Mình cứ nghĩ rằng là người ta sẽ xa lánh mình như thế nào đó. Nhưng mà không, mình lại nhận được một điều hoàn toàn khác biệt. Và điều đó là mình càng yêu quý Phần Lan nhiều hơn. Mình có gặp một số người Phần và người Phần chia sẻ với mình rằng là đối với người ta á, thì người châu Á là những cái người rất là hiền lành, rất là chăm chỉ và rất là năng động. Và người ta rất là thích người Phần, người châu Á đến với đất nước của người ta. Nên là mọi người luôn luôn được welcome khi mà mọi người đến Phần Lan, đến Phần Lan nhé. Cái thứ ba là điều mà mình rất là thích ở đây đó là con người. Trời ơi, người Phần á mọi người, người ta rất là hiền lành, rất là lịch sự, rất là văn minh. Các bạn ở đây á, các bạn sẽ nhận được một cái sự tôn trọng từ người ta. Bạn biết không, người Phần á, người ta không có biết nói dối, người ta không giỏi nói dối. Và khi mà bạn giao tiếp với người ta, bạn sẽ hiểu rằng là người ta có thực sự muốn nói chuyện với bạn hay không. Và thứ hai là cái sự lịch sự của người Phần. Rồi các bạn khi mà các bạn qua đây này, mình là con gái mình qua đây, mình hiểu được cái định nghĩa thế nào gọi là gentleman. Trời ơi, mình thật sự mình, rồi lúc mình qua đây á, khi mà mình tiếp xúc với những cái hành động mà người ta làm cho mình, nó không phải là những cái, nó là một cái sự tinh tế, một cái sự lịch sự, mang đến cho mình một cái cảm giác an toàn, thoải mái, mà thực sự là khó mà mình có thể, nếu như mình ở Việt Nam thì khó mà mình có thể hiểu được những cái điều đó. Cho dù mình có coi trên TikTok hay coi trên mạng xã hội thì điều gì, nói chung là dù bạn có coi nhiều nhưng mà bạn phải thực sự trải nghiệm để bạn hiểu được cái điều đó. Thì ở Phần Lan sẽ mang đến cho bạn một cái cảm giác là sự văn minh là như thế nào, sự lịch sự thực sự là như thế nào, và người Phần thực sự rất là tốt. Thứ tư mà mình muốn nhắc đến đó là sự tự do. Đó là một cái sự tự do mà mình cảm thấy rằng là mình an toàn, mình an tâm để mình bộc lộ hết tất cả con người của mình, từ giới tính cho tới tính cách cho tới sở thích, để mà mình có thể phát triển bản thân mình một cách tốt nhất. Mình hiểu là hồi xưa mình có khoảng thời gian là mình học 4 năm ở Sài Gòn, mà mình hiểu là mình sống xa gia đình thì mình không có sự ràng buộc về gia đình, thì mình cũng có được một sự tự do. Nhưng mà khi mà bạn qua Phần Lan, đó lại là một sự khác biệt khác. Ở Việt Nam, khi mà các bạn sống xa gia đình ở Việt Nam, nhưng mà bạn vẫn có một cái sự ràng buộc về văn hóa này, về những cái người xung quanh bạn, về tư duy, về
đó, về những cái thứ vô hình chung như vậy. Nhưng mà khi bạn qua đây thì những cái điều đó nó không còn ảnh hưởng đến bạn nữa. Cái thứ nhất thì ở đây mọi người tư tưởng khá là cởi mở, thì người ta không đánh giá bạn qua cách bạn ăn mặc, người ta không đánh giá bạn qua cách bạn nói chuyện, cư xử hay bất cứ gì hết. Người ta tôn trọng bạn, mình bộc lộ cái con người thật của mình, và mình không phải lo lắng quá nhiều rằng là khi mình ra đường mình phải mặc đồ hiệu, hoặc là để cho người ta cư xử mình một cách đàng hoàng hơn. Ở đây người ta không quan tâm luôn bạn, bạn mặc cái gì người ta cũng không quan tâm. Bạn để tóc như thế nào, bạn nói chuyện như thế nào, bạn đi đứng như thế nào, người ta không quan tâm thực sự. Và ban đầu thì mình cảm thấy ồ sao người phường người ta lạnh lùng với mình vậy ta, nhưng mà ở càng lâu thì mình lại cảm thấy rằng là không, cái đó là sự tôn trọng người ta dành cho bạn, là người ta không can thiệp vào cái đời sống cá nhân của bạn, sở thích của bạn, tính cách của bạn, và bạn được thoải mái sống là đúng con người của bạn. Hồi xưa như các bạn đã biết đó, thì hồi xưa mình cũng có một khoảng thời gian mình sống ở Sài Gòn được 4 năm. Ở Sài Gòn thì mình cũng có cơ hội để mà mình phát triển bản thân mình. Mình đã thay đổi rất là nhiều khi mình ở Sài Gòn. Nhưng mà hồi xưa mình là một cô bé rất là nhút nhát. Mình không giỏi bắt chuyện với người khác. Mình cũng không giỏi giao tiếp khi mà mình ở giữa đám đông. Mình rất là e sợ khi mà mình đứng lên thuyết trình trước đám đông luôn á. Tức là mình là một người rất là dè dặt luôn. Và mình là luôn luôn cố gắng tỏ ra tự tin. Nhưng mà mình luôn cảm thấy mình là một người bị bỏ quên kiểu như vậy, trong một cái cuộc họp hay là một cái buổi thuyết trình hay như thế nào đó, tại vì mình không có giỏi để mà mình thể hiện bản thân của mình lúc nào cũng sợ rằng là khi mình nói ra cái ý kiến này người ta sẽ không thích, hoặc là mình không tự tin về bản thân mình, nên là điều đó đã gây trở ngại rất là nhiều cho mình trong cái việc mà mình phát triển bản thân mà khi mà mình ở Sài Gòn. Khi mình qua đây, ôi mình đã thay đổi rất nhiều mọi người ạ. Mình dường như là khi mà mình tham gia nhóm mình chủ động hơn, mình tự tin hơn, tại vì mình biết rằng là ở đây á người ta sẽ tôn trọng cái ý kiến của mình, người ta lắng nghe những cái điều mà mình chia sẻ, và điều đó làm cho mình biết rằng có người nghe, có người tôn trọng cái ý kiến của mình, và mình chia sẻ nhiều hơn, mình bộc lộ nhiều hơn, và điều đó làm cho mình tốt hơn. Và mình thật sự rất là thích cái điều đó, và cảm ơn những cái người bạn của mình ở trong khi mà mình đi học này đã giúp mình. Kiểu nhiều lúc mà mình ngại á, mình không có dám nói, hoặc là ngay cả mình gặp những cái người phần người ta còn e dè mình nữa, mình ngại mình không dám nói, thì những cái người xung quanh người ta sẽ kiểu cổ vũ mình rất là nhiều. Không sao đâu, mày nói đi nè, không có cái gì hết, mày cứ làm đi, nếu như mà mày không làm được thì tụi ta không có ép mày, nhưng mà mày hãy cố gắng thử một lần, kiểu như vậy á. Và nó làm cho mình có một cái động lực là người ta thực sự muốn nghe, người ta thực sự muốn hiểu mình. Và điều đó là điều rất là tuyệt vời luôn á mọi người. Thứ năm đó là chi phí, và cũng như là cái trang thiết bị khi mà các bạn học ở đây. Thì chi phí ở Phần Lan thì mình cũng đã từng chia sẻ ở cái vlog trước của mình. Mình sẽ để cái link ở đây cho mọi người nếu như mọi người biết tìm hiểu hơn về cái chi phí khi mà sống ở Phần Lan. Như mình chia sẻ thì chi phí sống ở đây không có quá mắc so với những nước trong châu Âu, cũng như là ở Mỹ, ở Canada hay Úc. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm được những cái điều tốt trong cái nền giáo dục. Có thể là nó không như là ở Mỹ phát triển con người một cách năng động hơn. Tại vì mình có coi thì mình cũng biết là ở Mỹ thì người ta năng động hơn, người ta active hơn, người ta tràn đầy năng lượng hơn. Nhưng mà các bạn ở Phần Lan thì nó khác, là người ta ở Phần Lan thì cái môi trường nó hơi bạn sống thì bạn sẽ thiên về bản thân bạn nhiều hơn này. Bạn phải tự tìm cách để phát triển bản thân mình, cái con đường nào là phù hợp với bạn. Và bạn sống thì nó sẽ sống vào trong nội tâm của bạn nhiều hơn, và bạn học cách để lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Không phải là cứ đi Phần Lan sẽ là phù hợp với bạn, mà có thể ở Mỹ nó sẽ phù hợp với nhiều người hơn, hoặc là ở Đức, ở Pháp. Nhưng mà nếu như mà mọi người muốn tìm một cái môi trường nhẹ nhàng nè, không quá xô bồ, nhưng mà bạn vẫn có thể sống trọn từng khoảnh khắc luôn và các bạn muốn hiểu bản thân mình nhiều hơn, muốn gọi là sống chậm, sống từ từ, một cách chiêu mà vẫn có thể hạnh phúc. Và không phải là các bạn nhất thiết là phải làm giàu rồi đó, bạn có thể có một cuộc sống bình thường nhưng mà các bạn vẫn hạnh phúc. Thì đây, Phần Lan chính là một đất nước ID cho bạn đó. Cơ sở hạ tầng ở đây thì mình có một cái room tour nhỏ về cái phòng của mình, thì các bạn có thể thấy là cái phòng đó đầy đủ, rất là đầy đủ, tự tiện nghi. Cho dù bạn là sinh viên nha, hay là bạn là người đi làm thì bạn thuê nhà, thì ở trong nó luôn luôn đầy đủ tiện nghi, học tập
hay là cơ sở hạ tầng trong trường lớp cũng rất là đầy đủ tiện nghi và rất là hiện đại. Cho dù bạn thuê nhà mà nó có là những năm 1999 hay là 89 thì ở bên trong rất là mới, tại vì ở đây ở nhà ở Phần Lan á, mặc dù nhìn ở bên ngoài hơi cũ nhưng khi bạn bước vào nó vẫn mới. Và nó những cái như là điện nước, cơ sở hạ điện nước rồi máy sưởi đồ á thì các bạn không cần phải lo lắng, tại vì đối với người Phần á có nhà nè, điện nước đầy đủ, nóng lạnh đầy đủ, sưởi đầy đủ, đó là một cái quyền cơ bản của một con người. Nên là khi các bạn qua đây các bạn không cần phải lo lắng bất cứ những cái điều đó, chỉ là học kiếm tiền mà thôi. Thứ sáu mà mình muốn nhắc đến đó là, mà Phần Lan cũng khá là nổi tiếng về nó, không phải Phần Lan đâu mà khối Bắc Âu luôn nổi tiếng về nó, đó chính là chính sách an sinh xã hội. Thì mình khi mà mình qua đây nè, mình rất là bất ngờ luôn á, là mình cảm thấy trời ơi sao mà người Phần người ta sướng như vậy. Bạn biết không, nếu như mà bạn đi học, bạn sẽ được nhà nước cho tiền hàng tháng. Trời ơi, còn nhiều tiền hơn, nhiều khi nó còn nhiều tiền hơn là một tháng mình sống ở đây luôn á. Mà nếu mình nhớ không lầm là 600-700 ơ một tháng á, mình cũng không nhớ nữa. Và tiền nhà, tiền cửa thì người ta lo luôn, đó là dành cho những người đặc quyền là người Phần nghe. Tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước là người ta lo luôn, và người ta còn phát tiền cho bạn đi học nữa. Rồi bạn đi khám sức khỏe thì không tốn tiền. Nếu như bạn thất nghiệp thì người ta cũng sẽ hỗ trợ cho bạn luôn một tháng như vậy, lo luôn tiền nhà, tiền điện, tiền con. Nếu sau này bạn có con, bạn đi học thì nhà nước cũng hỗ trợ luôn. Bạn đẻ con, người ta cũng cho bạn tiền con, bạn tiền hàng tháng để mua đồ ăn, gọi là tiền đồ chơi cho con. Còn bạn đẻ con, người ta sẽ cho bạn một cái hộp cái thùng có đầy đủ những cái thứ căn bản cho bạn khi mà bạn bắt đầu nuôi con. Rồi nếu như mà bạn không có việc làm thì người ta sẽ hỗ trợ. Nếu như bạn sống ở đây và bạn muốn rước vợ con qua đây thì khi mà vợ con qua đây thì vợ con vẫn được nhận những cái sự hỗ trợ từ nhà nước giống như một người Phần luôn, nếu như mà bạn đã có visa A hoặc là quốc tịch Phần. Xong mình cảm thấy wow, kiểu sao mình ở đây người ta tốt và người ta có một cái chính sách an sinh xã hội quá tuyệt vời như vậy luôn á. Mà tại sao không có quá nhiều người biết về nó? Thực sự lúc mình qua đây mình cũng không biết cái điều đó luôn á, cho đến khi mà mình trải nghiệm. Và mình, mọi người biết không, nhiều khi mình cảm thấy ghen tị vì người Phần người ta sướng đến như vậy luôn. Và đó cũng là một phần mà mình quyết định là mình sống ở đây. Cái thứ bảy đó là về cái giáo dục. Thì mình cũng muốn nhắc sơ qua một cái giáo dục. Thì ở Phần Lan thì như mọi người biết là giáo dục một trong những cái nền giáo dục hàng đầu ở thế giới. Và mình đã từng học ở Việt Nam 4 năm, đại học 4 năm. Và mình học cũng là một trong những ngôi trường hàng đầu ở Việt Nam nhỉ? Mình cũng không chắc, nhưng mà nó cũng được coi là một trong những ngôi trường hàng đầu Việt Nam, đó là trường Đại học Kinh tế Luật thuộc khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và mình qua đây mình cũng đi học đại học ở Phần Lan. Và mình sẽ làm một cái video tiếp theo của mình sẽ nói về riêng cái giáo dục ở Phần Lan, để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái giáo dục. Mình thì mình không có chê bai gì nhìn giáo dục ở Việt Nam, tại vì khi mình ở Việt Nam thì mình cũng đã học được những cái điều tốt ở đó, và mình ở Phần Lan mình cũng đã tiếp thu những cái điều tốt ở đây. Nên là mình sẽ nói, video tiếp theo mình sẽ nói về cái góc độ của mình để mình so sánh cả hai cái nền giáo dục cho mọi người hiểu hơn. Không phải cứ đi du học thì sẽ học tốt là bạn sẽ nhận được một cái nền giáo dục tốt hơn khi bạn ở Việt Nam đâu nhé, không có đâu nhé. Mình sẽ nói cho các bạn trong video tiếp theo nhé. Nhưng mà không phải đơn giản mà Phần Lan được đánh giá là một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới, và nó thật sự đáng để các bạn trải nghiệm và thay đổi rất là nhiều từ vẻ bề ngoài cho đến bên trong, cho đến suy nghĩ và mọi thứ. Mình đã thay đổi thêm một chiều hướng tốt hơn cho mọi người có thể nhìn thấy. Đây là hình ảnh của mình trước khi cái ngày cuối cùng, trước khi mà mình rời Việt Nam, và đây là mình ở hiện tại tốt hơn, mình đẹp hơn từ bên trong lẫn bên ngoài. Và nếu như mà các bạn vẫn còn đang suy nghĩ rằng là mình có nên đi du học hay không, hoặc là đang dịch, nói chung là ai, thì mình nói với các bạn này là cái việc mà cho dù mình không phải là bạn phải đi du học ở Phần Lan đâu nha, cho dù bạn có định đi du học ở bất cứ đất nước nào, châu Á, châu Âu, ở Mỹ, châu Mỹ, thì mình vẫn khuyên là nếu như nhà bạn có điều kiện thì mình vẫn khuyên rằng là mọi người nên đi du học. Vì những cái trải nghiệm mà bạn đi du học á, nó không thể đong đếm bằng tiền được. Và mình biết rằng là mình không khuyên những cái bạn mà nhà không có quá đủ điều kiện mà vẫn khao khát được đi nước ngoài, thì mình cũng không khuyến khích lắm. Tại vì khi mà mình qua đây á, thật sự nếu như mà nhà mình thì không có quá giàu đâu, nhưng mà ba mình vẫn đủ hỗ trợ cho mình trong một khoảng thời gian để mà mình có thể ổn định cuộc sống ở đây. Và nếu như mà ba mình không thể hỗ trợ cho mình được thì mình cảm thấy là trời ơi, lúc mà mình sống ở đây chắc là mình stress lắm,
Tại vì ở đây mọi thứ đắt đỏ hơn ở Việt Nam khá là nhiều. Nhưng mà nếu như các bạn có cơ hội, gia đình đủ điều kiện thì tại sao lại không thử? Vì trẻ và mình có thể có những cái trải nghiệm mà cả đời này, và nó có thể là một cái bước ngoặt để thay đổi cuộc đời của bạn, thì tại sao mình không thử? Hãy cố gắng bước ra cái vùng an toàn của mình để mà mình có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn, để phát triển bản thân mình tốt hơn. Ok nhé. Cái thứ 9 mình cũng quên rồi. Đó là đi xin quốc tịch và xin việc lại. Có rất là nhiều bạn hỏi mình về cái việc rằng là em học ngành này thì em có thể xin được việc hay không, có thể dễ dàng xin quốc tịch được hay không. Thì mọi người, cái mục đích cuối cùng của mọi người là gì? Thì mọi người sẽ luôn tìm được cách để mà mọi người có thể phát triển, có thể tìm được cách để mà mọi người đạt được đến cái điều mọi người muốn. Không phải là cứ học ngành này thì có thể có cơ hội làm việc được tốt hơn hay không, mình không chắc, tại vì đó cũng phụ thuộc vào là năng lực và cái sự may mắn của bạn. Nhưng mà nhưng mà cái mục đích cuối cùng của bạn là gì? Bạn muốn làm việc ở đây, bạn muốn được phát triển bản thân mình nhiều hơn, thì khi mà bạn học ở Phần Lan thì bạn đã có cơ hội để bạn xin việc làm ở nhiều đất nước khác ở châu Âu, hoặc là bạn có thể có học cao hơn ở nhiều cái đất nước khác ở châu Âu. Thì dù cho dù có như thế nào thì khi mà bạn học ở Phần Lan thì bạn đã có nhiều cánh cửa hơn, nhiều cái sự lựa chọn hơn cho bản thân mình rồi. Và cái việc xin quốc tịch thì cho dù bạn chỉ cần bạn kiếm được việc làm ở đây thì bạn đi làm một thời gian rồi từ từ bạn có thể xin vào quốc tịch. Bạn xin quốc tịch thì bạn mới biết tiếng Phần nha. Nhưng mà cái việc xin quốc tịch không có khó, mình cảm thấy như vậy. So với Mỹ thì mình cảm thấy xin quốc tịch ở Phần Lan không hề khó. Chỉ cần bạn đi làm, bạn đóng thuế đầy đủ thì mọi thứ ok hết. Nên là mọi người đừng lo lắng về cái vấn đề xin việc và xin quốc tịch. Chỉ cần các bạn muốn là được. Và mình muốn nói đến đó là đi du lịch. Thì các bạn biết rồi, nếu như mà các bạn đi học ở đây thì dù bạn nói chung là bạn chỉ cần học ở châu Âu thì bạn có thể đi du lịch khắp cái châu Âu này rồi, đúng không? Và trời ơi, các bạn biết không, khi mình đi qua đây á, thì mình đã có cơ hội đi du lịch một số nước ở châu Âu. Rồi mình không nghĩ rằng là đi du lịch nó dễ như vậy luôn á. Là chỉ cần mua vé máy bay và đi thôi. Và mình, đối với mình đã đi nước ngoài là một cái điều rất là xa xỉ. Và khi mà mình đặt chân đến đây thì mình đã đạt được rất là nhiều điều mà ngay từ nhỏ bản thân mình luôn mơ ước luôn á. Nó khi mà mình bước qua đây mình cảm thấy là cơ hội để mình được khám phá thế giới nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và mình không cần phải quá tâm cái điều đó nữa. Còn lại là nếu như mà mọi người đang muốn suy nghĩ, đang cân nhắc, thì mình hy vọng là những cái ý kiến của mình có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn, và mọi người có thể hiểu hơn về đất nước của Phần Lan. Một cái đất nước mà như mình nói á, mùa hè mùa đông thì kéo dài lắm. Rồi nhiều khi stress lắm. Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thôi là stress rồi, mở 9 giờ sáng mà trời vẫn còn tối, mà 3 giờ chiều trời lại tối. Suốt ngày chỉ có tối, rồi còn tuyết và lạnh giá nữa. Nhưng mà khi mà bạn đã quen được ở đây rồi á, thì sống ở đây thật sự rất là tốt luôn á mọi người. Cuộc sống ở đây, chất lượng cuộc sống ở đây rất là tốt. Tóm gọn lại là nếu như mà mọi người đang muốn suy nghĩ, đang cân nhắc, thì mình hy vọng là những cái ý kiến của mình có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái vlog lần này của mình. Nó có vẻ hơi dài, nhưng mà cảm ơn mọi người. Và mình hy vọng rằng là những chia sẻ của mình có thể giúp ích một phần nào đó cho những cái quyết định sắp tới của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.